Lo anh em, lại là mình đây. Nay mình tiếp tục lên clip cho anh em ăn. Nay mình có một em máy này. Máy này được có tên gọi là Itin MS382, sản xuất vào tháng 8 năm 2019. Tình trạng của em máy này là còn full zin, là zin rin nha, nòng bạc bê tông rin luôn, tay giật đồ còn rin hết. Nhưng mà nó có một số vấn đề nhỏ nhỏ mình cũng báo luôn trên video, tức là máy thì còn rin, còn hoạt động tốt, nhưng mà cái nắp nhớt này, người anh em này đã độ lại cái nắp nhớt dặn răng, không còn xài nắp nhớt bạc nữa, là một cái. Cái thứ hai là mất cái ốp chụp lam. Mình sẽ cho anh em một cái ốp chụp lam gắn vô. Rồi, còn tay giật đồ là còn nguyên si nha. Tay giật đồ là còn nguyên si. Lòng dên bạc bê tông là còn nguyên rin, chưa thay thế. Hơi là chất lượng, hơi là sách lên được ha, cứng ngắc luôn. Ốp giật là còn rin, dây giật vẫn còn rin, chưa đứt gì hết. Rù giật rin nó còn luôn, rù giật rin nó rất là đẹp, thấy không? Chứ không phải như ba rù giật luôn, nháy nháy là nó cong ở đây, nó giật một hai phát là nó đứt liền, chứ không phải như cái này. Xăng con đồ là mình bao anh em là rin ha. Đó, nó chỉ hình thức bên ngoài nó không mấy gì được đẹp thôi, còn cái ruột bên trong thì chất lượng vô cùng. Bô lửa được là còn nguyên si luôn nha anh em. Đó, tem đứt đồ là còn luôn ăn. Phải máy này chưa vệ sinh, thử ra cầm đứt thanh lý luôn cho anh em. Cái máy này chưa vệ sinh, vệ sinh ra thì mới toan toàn toàn. Anh em xem hình thức rồi chút nữa nghe tiếng nổ thì đánh giá được chất lượng bên trong con máy như thế nào ha anh em. Rồi, không để anh em chờ lâu nữa, mình đi vào thực tế luôn nha, test tiếng nổ cho anh em nghe. Trời ơi, thôi má ơi, hơi quá hơi. Trời ơi, anh em nào yêu thì liên hệ mình qua số điện thoại mình để dưới phần mô tả ha. Anh em xem clip thấy hay cho mình xin một like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ để tạo động lực cho mình làm nhiều video tiếp theo. Ok, bye bye, chào tạm biệt anh em, hẹn anh em vào clip sau. Bye bye, thank you very much.